Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu thùng SRX715 mà lâu lắm rồi em có về. Đợt này về thì như yêu cầu của toàn thể các bác thì phải nâng cấp hơn. Thì đây là cái thùng 715 sử dụng cái sơn sần của sơn sần cát, sờ nó như là rắc cát trên thùng ấy, sờ nó gai gai. Đấy. Các bác lưu ý nhá, sần cát mà các bác mà không thích sần cát thì các bác có thể bảo bên em sẽ phủ một lớp sần mịn lên, nên là sờ nó vẫn có gai nhưng nó mịn hơn và nó không, liệu các bác vuốt này nó không như giấy rác. Đấy. Đây là cái lưới này, con này là thùng này, đây là thùng tổng quan mặt trước khi nắp vào đầy đủ chưa gắn phụ đề các bác nhá. Đây là cái thùng nội thất bên trong thùng. Thùng này thì vẫn theo kiểu là hàng như bên xưởng có sẵn và không phải như bên em làm riêng. Còn những cái hàng mà bên em làm riêng thì thường thường là giá nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Con này nó có một khoang đỡ củ chắc kèn. Gỗ ở trong giữa này, cái gỗ này là gỗ MDF. Đấy, gỗ này gỗ MDF. Nên cái gỗ này trong thùng thôi. Đấy, còn đây cái hai cái tấm này là gỗ ván ép. Đều là gỗ khá là cao cấp hết. Gỗ này nó khác một tí so với gỗ đổ của em. Đây, các bác nhìn này, khác một tí thôi nhá. Nhưng còn giá thì cũng kiểu tự tựa nhau, nó chênh lệch nhau gần 100.000 một tấm. Đó. Nhưng mẫu này hiện tại bên em đang nhập theo kiểu là hàng có sẵn thì giá nó hợp lý. Còn nếu như hàng của bác khách nào đặt thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. 715 sơn sàn cát, thùng vát theo form của 715. Đây là hoàn chỉnh này. Giá thì là 2.950.000 nhá. Nó đắt hơn, nói là đắt hơn thôi, thật ra giá vẫn như trước. Từ trước giờ 715 bên em bán vẫn chỉ là 2.900.000 đến 2.950.000. Còn đây là các phụ kiện, nó là gồm có hậu loa này, ốp tay sách đây này, và cái họng kèn, họng chiếc kèn. Đây cái họng chiếc kèn của nó đây. Kèn này là kèn phổ thông. Bởi vì bây giờ Trung Quốc họ không sang Việt Nam không có kèn xịn nữa, nhưng cái kèn này thì các bác nắp 750 thì chú ý. Còn như ngày xưa có loại kèn 725 kèn to này, kèn xịn ấy, nhìn trông vật liệu của nó khác hoàn toàn, nhìn nó đẹp, nó không như này. Cái hàng này nhìn trông còn hàng điêu, hàng dại. Kèn 725 thì chỉ có loại này thôi. Bây giờ có loại này này, không có loại nào cấp hơn được các bác ạ. Có thì em sẽ lấy chứ em không ngại đâu. Ở bên em làm thì chủ yếu là những cái hàng tuyển chọn phân khúc tầm trung và cao để phục vụ cho các bác. Lắp vào mấy cái thùng loa mà chất lượng, như còn lắp mấy cái hàng vũ va vận vào các bác đi đánh ra bữa nửa tháng xong là kêu như là vũ mệt nữa thì các bác quay sang các bác mắng em. Đấy, thì đây trên đây tổng quan là cái thùng nhá. 715 về hàng đợt này là có kèn ngang to, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Ngoài ra bên em vẫn có các cái dòng súp hàng đặt cho các bác nhé. Hàng đặt thì cao cấp hơn và gỗ của nó tốt hơn, cùng với là cái thiết kế của nó độc quyền hơn. Ví dụ đây SC118XN này, đây là TH118XN này, anh em chúng em đang chuẩn bị đóng gói và gửi hàng đi khắp mọi miền tổ quốc này. Ngoài ra thì bên em vẫn nhận sơn lại những cái thùng gọi là đổi trắng thay đen ấy, kiểu ấy, đổi trắng thay đen thì bên em vẫn có đầy đủ nhá. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.